Thưa quý vị và các bạn, chỉ mới 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 CTTVK ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, gọi tắt là chỉ thị số 40. Song bức tranh tín dụng chính sách tại tỉnh Quảng Trị nói chung và huyện Vĩnh Linh nói riêng đã mang lại những gam màu mới. Không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng, mà hơn thế là sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rõ nét hơn một chính sách tín dụng riêng mang đầy tính nhân văn của Đảng và Chính phủ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận của phóng viên chuyên mục Vĩnh Linh, Lũy Thép, Lũy Hoa. Chúng tôi đến xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh ngay từ sáng sớm. Nhưng các cán bộ ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh đã có mặt để chuẩn bị phiên giao dịch tại xã theo đúng định kỳ. Các tổ trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn, các hội, đoàn thể mong ngóng đến giờ giải ngân để nhận tiền, hiện thực hóa ước mong phát triển kinh tế của gia đình. Thực hiện chỉ thị số 40, các cấp ủy, chính quyền đã chuyển biến, nhận thức rõ rệt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh Linh nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung. Huyện ủy Vĩnh Linh đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung chỉ thị mới của Đảng đến ban ngành, hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đồng thời ban hành các chương trình hành động và triển khai thực hiện chỉ thị số 40. Ủy ban nhân dân các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng chính sách xã hội hoạt động hiệu quả như cấp đất xây dựng trụ sở làm việc, bố trí địa điểm rộng rãi, an toàn với trang thiết bị đầy đủ ở các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Ưu tiên chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung cho vay hộ nghèo và các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Kết quả, đến nay tổng nguồn vốn ngân sách địa phương lên 6,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 5,4 tỷ đồng, ngân sách huyện là 1,1 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến nay, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để cho vay là 3,3 tỷ đồng. Trong những năm vừa qua thì phải nói cái tín dụng chính sách xã hội ấy là một cái chủ trương nó sát đúng với thực tế và giải quyết cái vấn đề là an sinh xã hội, trong đó là cái tập trung cho cái đối tượng là hộ nghèo. Thì đến nay thì cùng với các cái nguồn lực khác thì về kinh tế xã hội của Vĩnh Linh thì nó có bước tăng trưởng khá. Thu nhập bình quân đầu người thì đạt 46,2 triệu đồng người trên năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân là được 2%. Đặc biệt đối với cái thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh thì Vĩnh Linh đã có là 15 trên 19 xã là đạt chuẩn nông thôn mới. Thì trong đó có cái tác động của cái chính sách tín dụng chính sách xã hội để rồi là nhằm giảm được cái mục tiêu thực hiện được cái mục tiêu giảm nghèo. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 CTTVK đã có gần 15,7 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Linh với số tiền gần 508,3 tỷ đồng. Thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn cùng hệ thống các điểm giao dịch xã, sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong 5 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh nghèo tại chỗ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho người dân chăm sóc, cải tạo, trồng mới rừng, cây ăn quả, phát triển đàn gia súc gia cầm, mở rộng hàng chục nghìn mét vuông nhà xưởng sản xuất. Bên cạnh đó, công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh điển hình giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trong các tầng lớp nhân dân đang ngày càng phát triển. Hàng năm, hội đoàn thể các cấp đã chỉ đạo xây dựng và đăng ký các mô hình dự án gắn với chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội xem xét, thẩm định cho vay đối với các dự án phù hợp, đảm bảo quy định và đã thực hiện cho vay gần 60 mô hình với số tiền gần 3 tỷ đồng. Được cái lớp tập huấn về mô hình, về cái chuyển giao công nghệ nên gia đình cũng tìm hiểu về cái cây sim đưa tốt cho sức khỏe. Được gia đình là về vay 50 triệu từ ngân hàng chính sách của huyện nên gia đình trồng được 1 hectare cây sim và định cư cũng được
ra quả bói. Thì hội chúng tôi sẽ cùng tiếp tục sẽ làm tốt cái công tác phối kết hợp với Ngân hàng Chính sách huyện để rồi là xin hỗ trợ thêm từ cái nguồn giải vốn giải quyết việc làm để tạo cho hội viên phụ nữ chúng tôi là phát triển thêm về mở rộng, phát triển thêm về đa cây và đa con. Đặc biệt hiện tại trên địa bàn chúng tôi đã có mô hình về phát triển cây ăn quả có múi để mang lại hiệu quả kinh tế cho hội viên. Thực hiện chỉ thị 40 CTTVK, các tổ chức chính trị xã hội huyện Vĩnh Linh đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tạo việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân. Đến nay, tổng dư nợ của toàn huyện đạt 375,7 tỷ đồng, tăng 133 tỷ đồng so với năm 2014, phủ kín ở 22 xã, 195 thôn với gần 9.700 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Bên cạnh đó, Ban đại diện huyện thường xuyên chỉ đạo các ban ngành có liên quan thực hiện tham mưu để trình Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh trích một phần kinh phí để hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong cái hoạt động của là các tổ thì đã thường xuyên phải tổ chức được các cái giao dịch ở tại cơ sở và cái chất lượng của các cái cuộc giao dịch ở tại cơ sở xã là ngày càng nâng lên. Và thường xuyên tham mưu cho ban đại diện cái việc là kiểm tra các đôn đốc các cái tổ vay vốn ở cơ sở, và thành viên ban đại diện cũng rất là có trách nhiệm để mà thực hiện cùng với phòng giao dịch ngân hàng chính sách đi kiểm tra cái việc vay vốn cũng như là kiểm tra cái quá trình triển khai vốn vay ở từng hộ gia đình, và là thực hiện để cho cái nguồn vốn đảm bảo là có hiệu quả nhất. Hiệu quả, phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội còn thể hiện rõ rệt ở chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực trong việc truyền tải nguồn vốn ưu đãi của nhà nước đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời, hiệu quả. Trong giai đoạn 2014-2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn theo hướng liền cư, liền kề, để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng tín dụng bền vững. Kết quả, toàn huyện Vĩnh Linh đã kiện toàn và củng cố giảm 20 tổ tiết kiệm vay vốn có quy mô hoạt động nhỏ, yếu kém và thực hiện thay mới 58 tổ trưởng. Đồng thời, phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức tập huấn cho ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn sau khi thực hiện kiện toàn củng cố. Đến nay, toàn huyện còn 280 tổ tiết kiệm và vay vốn và 100% tổ tiết kiệm vay vốn đều xếp loại. Khi mà có cái chỉ thị 40 của ban bí thư ra đời thì cái chất lượng tín dụng ở địa phương ngày một cái được rất là nâng cao, và từ đó thì nhờ cái sự vào cuộc của cả cái hệ thống chính trị, đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân thì được tham gia vào cái thành viên đại diện của cấp huyện, rồi bốn tổ vay vốn, bốn cái tổ chức chính trị xã hội được nhận cái ủy thác cái thực hiện đầy đủ các cái công đoàn theo cái hợp đồng ký kết, đặc biệt là chọn cái đối tượng tổ trưởng có cái tâm huyết, có cái uy tín và tham gia vào cái hoạt động quản lý của ngân hàng chính sách. Rồi là ủy ban nhân dân thì thường xuyên chỉ đạo các cái đồng chí thôn khóm trưởng phối hợp với các cái tổ chức chính trị xã hội, các cái tổ tiết kiệm vay vốn để quản lý chặt chẽ cái công tác tín dụng chính sách và tham gia bình xét các cái đối tượng vay vốn, giúp đỡ người vay sử dụng vốn đúng cái mục đích. Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 40 Trung ương đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả tích cực. Nhận thức các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội được nâng cao và chuyển hóa thành những hành động tích cực, cụ thể trong việc đẩy mình thực hiện chính sách xã hội. Trong điều kiện huyện Vĩnh Linh còn khó khăn nhưng đã thực hiện tốt chủ trương huy động nguồn lực vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đạt chỉ tiêu đề ra. Thông qua hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Dòng vốn từ ngân sách địa phương đang tạo ra những bước đột phá mới cho công cuộc thoát nghèo, tạo việc làm, phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.
Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng cho thấy vẫn còn tình trạng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở có lúc và có nơi chưa được sâu sát, chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, nhất là việc quản lý đối với các hộ gia đình còn dư nợ ngân hàng chính sách xã hội nhưng đã chuyển đi khỏi địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 40, tập trung huy động mọi nguồn lực, kiên trì hoạt động theo phương châm tất cả vì người nghèo và không để đồng bào dân tộc thiểu số thiếu vốn sản xuất, mạnh dạn đổi mới phương thức đầu tư, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Chuyên mục Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa số tháng 10 đến đây xin được kết thúc. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chuyên mục này trên trang web quảngtritv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này kỳ sau.